Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Yogi Travel và chào mừng bạn tới với bài tập của ngày hôm nay. Để bắt đầu, bạn hãy đứng lên giữa thảm của mình, mở rộng hai chân ra bằng hông. Sau đó bạn chống hai tay lên hông của mình, mở rộng vai và lồng ngực ra. Mình sẽ đứng thẳng và hít thở một vài nhịp để hơi thở mình dài và đều ra trước khi mình đi vào bài tập. Hãy hít vào thật sâu bằng mũi rồi thở sâu dài ra. Và lặp lại, hít vào sâu và thở sâu ra bằng mũi của bạn. Cảm giác từng hơi thở đi vào và đi ra sâu và nhẹ nhàng. Và hãy nhẹ nhàng mở mắt ra. Bắt đầu hít vào, bạn mở ngang hai tay và vươn lên trời, kéo người dạng lưng lên, hai tay chắp lại rướn cao. Và thở ra, bạn kéo hai tay về trước lồng ngực của mình. Rồi lặp lại, hít vào, hai tay vươn rướn người, kéo dạng lên. Thở dài, hạ hai tay về trước lồng ngực của mình. Hít vào, vươn lên, hai tay rướn cao. Cánh tay mở rộng dang và rướn hẳn lên, hai tay chắp lại. Rồi thở ra, bạn hạ từ từ, hạ xuống trước lồng ngực của mình. Và một nhịp cuối cùng, bạn hít vào, hai tay vươn lên, rướn cao người lên. Rồi thở ra, từ từ hạ hai tay và chắp về trước lồng ngực của bạn. Và sau đó mình sẽ tập cách giữ thăng bằng từng chân. Hít vào, bạn co chân phải, nâng đầu gối lên, đồng thời vươn hai tay lên trời, rướn cao người, thăng bằng trên một chân. Thở ra, hạ chân, rồi hạ tay. Đổi bên kia, hít vào, co đầu gối trái, vươn và rướn người lên. Thở ra, bạn hạ tay trước ngực và hạ chân. Lặp lại lần nữa, hít vào, chân phải nâng lên và vươn hai tay rướn người. Thở ra, hạ chân phải xuống và hạ tay. Hít vào, nâng chân trái và vươn người kéo dài lên. Thở ra, hạ chân, hạ tay. Hít, phải vươn rướn người lên. Rồi thở ra, nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó bạn từ từ quay về phía đầu thảm và đi hết lên phía đầu thảm của mình. Mình sẽ tập một vài vòng chào mặt trời, giữ mũi chân khép lại và gót chân hơi mở ra. Mắt bạn nhìn thẳng về phía trước, co đầu gối chân phải và bạn hít vào, vươn cả hai tay lên trời rướn lên. Thở ra, bạn khuỵu đầu gối trái, rạp người và bước chân phải về phía cuối thảm của mình. Hít vào, bạn vươn hai tay rướn người và kéo dạng rướn lưng, nâng đùi sau cao lên. Thở ra, đổ rạp người về phía trước, chống hai bàn tay xuống sàn, rút chân trước ra sau vào tư thế tấm ván. Rạp người xuống Chaturanga, hít vào, rắn hổ mang hoặc là ốp đót, nâng đùi lên khỏi sàn luôn nếu được, rướn người lên. Và đẩy ngược người về phía sau, tư thế đao đót, tư thế chữ V ngược, dạn người ra sau, rướn mông và thở dài ra. Sau đó bạn đá chân phải của bạn cao lên trời và bước cái chân bên phải của bạn lên giữa hai bàn tay. Nhón ngón tay rướn người và nhìn về phía trước. Hít vào, bạn mở ngực vươn hai tay rướn người cao, ngón tay rướn lên. Sau đó thở ra, rạp người xuống, chống hai bàn tay của bạn xuống sàn. Rút cái chân phía sau lên trước và bạn đổ rạp người xuống sàn, thở dài ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn về trước, lưng song song. Thở ra, rạp xuống. Sau đó hít vào, vươn cả hai tay lên trời luôn và chắp tay về trước ngực, thở dài ra. Mình sẽ đổi chân, lập tập cho chân bên trái của mình. Nhón mũi chân trái, sau đó co đầu gối trái nâng lên, giữ thăng bằng và vươn hai tay lên trời, hít vào. Thở ra, bạn khuỵu gối phải, rạp người về trước và chống hai tay xuống sàn. Hít vào, lật hai tay, vươn người rướn lên. Thở ra, rạp về trước, chống hai tay. Bạn rút chân trước ra sau vào tư thế tấm ván. Đổ rạp người xuống sàn Chaturanga. Hít vào, rướn lên rắn hổ mang. Và đẩy ngược về phía sau. Nhón chân rạp trong tư thế chữ V ngược, kéo dài người dạng ra sau. Đá chân bên trái của bạn cao lên trời, chỉ mũi chân lên. Và bạn bước chân trái lên giữa hai bàn tay. Nhón ngón tay ngẩng mặt và nhìn về trước. Hít vào, bạn vươn hai tay rướn người kéo dài lưng dạng lên. Và thở ra, bạn chống hai tay xuống sàn.
rút chân sau lên trước, đổ rạp người thở dài. Hít vào, rướn lưng của bạn song song với mặt đất. Thở ra rạp xuống sàn. Sau đó hít vào, vươn cả hai tay rướn người kéo dài, người rướn lưng lên. Và thở dài, chắp hai tay về trước lồng ngực. Hai tay bạn chống lên hông. Và mình mở chân bên trái của mình ra phía cuối thảm luôn. Lúc này hai chân mở rộng ra. Và khuôn mặt bạn xoay hết về phía bên trái. Mũi chân phải chỉa 90 độ dọc về phía trước. Và mũi chân trái chỉa 90 độ ngang. Từ từ khuỵu đầu gối chân phải, giữ người vuông góc với mặt sàn. Và bạn dang ngang hai tay ra, mắt nhìn theo hướng tay bên phải của mình. Mình vào tư thế chiến binh số 2. Từ đây, bạn thẳng đầu gối phía trước, hít vào, vươn hai tay và ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, khuỵu đầu gối trước vuông góc, đồng thời dang ngang hai tay. Hít vào, ngẩng mặt nhìn, vươn hai tay rướn lên. Thở ra, khuỵu gối và rạp ngang hai tay. Hít, thẳng gối rướn người vươn lên. Thở ra, khuỵu gối mở ngang tay. Hít vào, hai tay vươn và rướn cao cánh tay nhìn lên. Thở ra, khuỵu đầu gối và mở ngang tay. Hít, rướn cao lên một nhịp nữa. Rồi thở ra, mở ngang hai tay. Từ vị trí này, hãy trượt tay trái của bạn theo đùi trái phía sau. Và rướn tay phải lên trời. Cố gắng vẫn giữ đầu gối trước của bạn khuỵu. Và bạn ngẩng mặt nhìn theo ngón tay của bàn tay phải luôn. Và nếu bạn có thể mở được lồng ngực nữa thì hãy trượt tay trái ra sau và ngửa tay phải về phía sau nhiều hơn. Lúc này lưng bạn uốn cong. Hãy giữ lại, hít và thở dài. Sau đó bạn dang ngang hai tay, thẳng đầu gối trước mình vào tư thế tam giác, rướn người về phía trước và chống tay bên phải xuống sàn, mở vai bên trái và rướn mắt nhìn theo tay trái của bạn trên trời. Các ngón tay mở rộng rướn lên. Hít vào. Thở dài ra. Sau đó nhìn xuống ngón chân bên phải, khuỵu đầu gối phải và bạn chống hai tay ra ngoài chân. Nhón mũi chân sau, mình rút chân trước ra sau, giữ lại trong tư thế tấm ván. Đổ rạp người xuống sàn, lật lồng ngực, xít đùi, ốp đót, nâng đùi rướn ngực mở lên. Sau đó mình đẩy ngược về sau, tư thế down dog, chữ V ngược, rướn ngược về sau, rạp lưng, thở dài ra. Đá chân bên trái của bạn cao lên, chỉ mũi chân lên trời. Sau đó bạn bước chân trái về giữa hai bàn tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Hít vào, vươn hai tay rướn cánh tay cao lên và chống hai tay lên hông của mình. Bạn xoay mặt về phía bên phải, giữ chân phải ở cuối thảm ngang 90 độ và chân trái dọc về phía trước 90 độ. Khuỵu đầu gối trái và mình sẽ dang ngang hai tay ra vào tư thế chiến binh số 2. Mắt nhìn theo ngón tay trái của mình. Từ từ thẳng gối trước, vươn hai tay hít vào rướn lên. Thở ra mở ngang tay, khuỵu đầu gối trước nhìn vào tay trái. Hít, thẳng gối rướn người vươn lên. Thở ra mở tay, khuỵu gối nhấn phần hông bạn xuống. Hít vào rướn người vươn lên. Thở ra hạ xuống rạp ngang hai tay. Hít, rướn người vươn cánh tay kéo dài lên. Thở ra mở ngang tay. Hít vào, vươn cao nhìn lên trời luôn. Và khuỵu gối trước, mở ngang hai tay. Và một nhịp cuối cùng. Hít vào, thẳng gối trước, vươn hai tay rướn lên. Sau đó khuỵu đầu gối trước và dang ngang hai tay của bạn. Đó, bạn đáp tay phải trượt theo đùi phía sau và chỉa tay trái trên trời. Bạn có thể chỉ 90 độ hoặc là bạn ưỡn người hết về phía sau, cảm giác cái lườn bên trái của bạn căng ra. Và giữ đầu gối trước khuỵu, nếu được bạn ngẩng mặt nhìn theo ngón tay bên trái của mình luôn. Hít vào và thở dài, dang ngang vào tư thế chiến binh số 2. Thẳng đầu gối phía trước và trườn tay trái về trước, bạn đặt tay trái bên cạnh bàn chân bên trái của mình. Sau đó mở vai lên và rướn mắt nhìn theo tay phải của bạn trên trời. Các ngón tay phải xòe rướn lên. Hít vào một hơi sâu. Và bạn thở dài ra. Sau đó xoay mặt nhìn vào chân dưới sàn. Chống hai tay ra ngoài chân.
nhón mũi chân sau và bạn rút chân trước về sau, mình giữ trong tư thế tấm ván, đổ rạp người xuống, thở dài, lật ngực, uốn lưng, mở vai, rướn lên, nâng đùi, ốp đót và đẩy ngược về sau, thở dài trong tư thế đào đót, kéo giãn lưng ra, tay xòe rộng và rướn hông cao về phía sau. Bạn có thể lắc nhẹ hông của bạn về hai bên, lắc mông về bên phải, lắc mông về bên trái, cảm nhận độ rướn của bả vai. Hãy hít thở chậm, rướn ra sau, thư giãn cho thắt lưng một chút, đẩy người về phía sau. Khuỵ nhẹ đầu gối bên phải của mình, ép bụng và khuỵ gối trái ép bụng vào đùi. Sau đó, bạn vươn người chắc về phía trước, mình sẽ giữ chắc người ở tư thế tấm ván. Từ từ hạ đầu gối chân phải xuống sàn, gồng bụng lại và bạn nâng chân trái lên thẳng hàng với mông. Sau đó bạn vươn tay phải về phía trước, bạn giữ người thăng bằng ở bàn tay bên trái và đầu gối bên phải của mình. Hít vào, rướn lưng, vươn người thẳng băng lên. Và thở ra, bạn chui tay bên phải vào dưới vai bên trái và nằm vai bên phải của bạn xuống sàn luôn. Đồng thời, bạn chĩa cái chân trên trái phía sau của bạn cao lên, mũi chân chĩa lên, thăng bằng lên vai bên phải của mình và xoay mặt nhìn theo tay trái, mở tay trái lên trời rướn lên. Và bạn chống tay bên trái về gần khuôn mặt, sau đó hít vào, lật tay phải và vươn mắt nhìn theo tay phải trên trời. Lúc này chân phía sau thẳng hàng với mông. Rồi thở ra, từ từ hạ chân, hạ tay và mình quay lại tấm ván, rồi đẩy ngược về phía sau trong tư thế chữ V ngược. Sau đó mình sẽ đổi bên. Vươn người về trước, gồng chắc bụng trong tư thế tấm ván, hạ đầu gối chân trái của bạn xuống sàn, nâng chân phải lên thẳng hàng với mông, vươn tay trái dài về trước, kéo giãn người thành một đường. Gồng cơ bụng và rướn căng người, hít dài, rồi thở dài ra. Từ từ, bạn chui cái tay trái vào dưới cái nách của tay phải và hạ vai bên trái của bạn xuống sàn, chĩa cao chân phía sau thẳng hàng với mông. Sau đó, bạn lật tay bên phải và nhìn lên trời, vươn các ngón tay phải lên trời, giữ thăng bằng bằng vai và đầu gối phía sau. Hít một hơi dài, rồi thở dài, chống tay phải về gần khuôn mặt, xoay khuôn mặt về bên trái và lật tay trái vươn lên trời, lúc này chân phía sau thẳng hàng. Rồi chống tay trái và hạ đầu gối bên phải dưới sàn, quay về tư thế 4 điểm. Hãy lắc lư người bạn nhẹ nhàng về hai bên, lắc qua lắc lại để vai và hông mềm ra. Từ vị trí này, bạn tập một vài động tác khét cao cho lưng, hít vào, hạ thắt lưng và ưỡn ngực nhìn lên. Thở ra cuộn tròn người lại cầm kéo vào ngực. Hít vào hạ thắt lưng, ưỡn người vươn mắt nhìn lên trời. Thở ra cuộn bụng lên và kéo cầm vào ngực, cuộn tròn các đốt sống lưng của bạn lại luôn. Lặp lại hít vào, mở ngực, ưỡn lưng vươn người lên. Thở ra cuộn tròn vào bên trong, cầm kéo vào ngực. Hít vào, hạ eo vươn ngực rướn lên. Thở ra, cuộn tròn lại. Sau đó bạn quay về vị trí trung tâm và hạ hai cái cùi chỏ của bạn xuống sàn. Mình sẽ tập cho phần ngực phía trước nha. Giữ hai cái đầu gối phía sau chống vuông góc với mông. Bạn trườn hai tay bạn xa về phía trước và từ từ hạ cằm xuống và hạ lồng ngực của bạn xuống sàn luôn. Lúc này bạn sẽ có cảm giác là cái thắt lưng của bạn được uốn cong hết mức ra và cái độ mở rộng của bả vai bạn được rướn nhiều hơn. Hãy cảm giác là cái hông bạn đang chĩa lên và lồng ngực của bạn đang úp xuống dưới sàn. Động tác này rất tốt cho những người mà ngồi nhiều hoặc là bị đau lưng trên á. Mình mở lại cái phần lồng ngực phía trên của mình. Cố gắng giữ cằm của bạn dưới sàn, nâng mũi lên. Rồi chống hai tay về bên cạnh lồng ngực. Mình đẩy người và đứng về 4 điểm của mình. Sau đó lùi mông ép vào gót chân phía sau, thả lỏng trán xuống sàn vào tư thế em bé. Cánh tay thả lỏng ra, trán mềm và để cho hơi thở của bạn mềm mại trở lại. Hít vào thật dài và thở ra dài ra.
cảm nhận cái sự thư giãn của bả vai, của lưng dưới và của trán của bạn xuống dưới sàn. Hãy để cơ thể bạn mềm ra và rũ xuống. Và mình hít thở một nhịp cuối cùng. Hãy hít vào sâu và thở dài ra. Từ từ ngẩng mặt lên và chống tay, nâng đầu gối, bạn đẩy ngược người về sau trong tư thế chữ V ngược trở lại tư thế đao đót. Từ từ đá chân phải cao lên trời và bạn nhìn về trước, bước chân phải đặt ra ngoài bàn tay bên phải của mình. Và nhẹ nhàng rút tay phải và vươn cánh tay phải vươn lên, vai trái và vai phải kéo xa nhau ra, mắt nhìn theo tay bên phải trên trời. Hít vào sâu, rồi thở dài ra. Và từ đây, mình sẽ chuyển vào tư thế side plank. Từ từ bạn đưa tay bên phải của bạn ra sau, thắt lưng phía sau. Hạ gót chân trái của bạn nghiêng về bên trái và rút chân bên phải ra sau. Ưỡn hông lên và vươn mắt, mở rộng tay bên phải, nhìn theo tay phải trên trời. Sau đó nhìn xuống sàn, chống tay phải chạm xuống, nhón mũi chân sau vào tư thế plank, đổ rạp người xuống sàn, thở dài ra, lật ngực, ép chặt đùi, vươn vai rướn lưng và đẩy ngược về sau, tư thế đao đót, giãn về phía sau. Mình sẽ đổi qua bên trái. Đá chân bên trái của bạn cao lên trời, mũi chân chỉ lên. Bước chân trái ra ngoài bàn tay bên trái của mình, đặt ngay bên cạnh tay trái. Bạn xoay mặt nhìn qua trái và vươn tay trái lên trời, mở hai bả vai xa ra, nâng đùi phía sau lên một chút nha. Rướn mắt nhìn theo tay trái. Và mình chuẩn bị vào tư thế side plank. Từ từ đưa tay trái ra sau lưng của bạn, hạ gót chân bên phải xuống sàn và rút chân trái về phía sau. Sau đó đẩy hông lên và vươn mắt nhìn theo tay trái trên trời. Cảm nhận mai vai của bạn mở lên, hông bạn rướn lên. Rồi từ từ nhìn xuống sàn, chống tay trái, nhón mũi chân sau vào tư thế tấm ván, lật người uốn lên, ốp đót, nâng đùi rướn lên và đẩy ngược về phía sau, tư thế đao đót, kéo giãn người rướn về sau và thở dài ra. Lắc hông và vai về hai bên, rướn cánh tay và vai, giãn về sau. Sau đó bạn chống tay bên phải vào giữa thảm, nằm giữa hai tay luôn. Mình vặn người một chút, đưa tay trái nắm lấy cổ chân bên phải của mình và vặn hết người về phía bên phải của mình, xoắn về sau. Sau đó đổi tay, thế vị trí tay trái vào giữa tấm thảm, đưa tay phải nắm lấy cổ chân bên trái của mình và bạn vặn vai qua, xoay hết người, xoay hết vai về phía bên trái. Thở dài và giữ ở đây. Rồi từ từ quay về giữa thảm, hai tay chống về trước, đẩy ra sau trong tư thế đao đót. Rồi lùi người, đi tay về phía cuối thảm và tay phải nắm lấy cái cùi chỏ của tay trái. Tay trái bạn nắm cùi chỏ tay phải, khuỵu gối và bạn lắc lư người về hai bên, thả lỏng cho vai, thả lỏng cho hông. Ngẩng mặt, thẳng gối và vươn người rướn lên, hít vào, hai tay rướn lên trời. Rồi chắp tay về trước ngực và thở dài ra. Quay về vị trí giữa thảm, hai chân bạn mở rộng ra, hít vào, hai tay vươn lên rướn người nhìn theo tay. Thở ra khuỵu gối, mềm tay và đổ rạp người xuống lỏng ra. Hít vào, vươn và rướn người cao lên. Lúc thở ra bạn khuỵu gối để vai bạn mềm ra, cảm giác là rớt xuống sàn, mềm lỏng xuống sàn. Lần nữa hít vào, vươn người rướn lên. Thở ra, lỏng người mềm xuống. Sau đó bạn đứng thẳng lên, cuộn từ từ từng đốt sống và nâng người lên trở lại. Rồi mở hai vai ra, hai tay bạn chống lên hông. Mở rộng lồng ngực mình vào tư thế ban đầu, như lúc ban đầu mình hít thở. Hai vai mở rộng, lồng ngực mở ra, hít vào. Hai tay vươn lên trời, vươn mắt nhìn theo tay. Rồi thở ra, từ từ hạ tay và chắp trước lồng ngực của mình. Hít vào sâu, thở sâu và dài ra. Một nhịp nữa, hít vào thật sâu,
Rồi thở dài ra, thở hết ra để người lỏng mềm ra. Cảm nhận sự thư giãn lan lên khuôn mặt, lan lên toàn bộ vai, lồng ngực và toàn bộ phần thân trên của cơ thể bạn. Nhịp thở cuối cùng, hãy hít vào thật sâu và thở dài mở mắt ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và Yogi Travel trong bài tập 20 phút ngắn vừa rồi. Đừng quên bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để nhận thông báo về những bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.